Sau đây là kết quả xổ số Quảng Bình, thứ 5, ngày 8 tháng 2 năm 2024. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 9. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 5, 4. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6265, 7134, 8717. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7557. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 39764, 54427, 85740, 18392, 89195, 54420, 17497. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 64112, 12067. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 56721. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 05949. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 6, 7, 2, 4, 8, 9. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 6, 7, 2, 4, 8, 9.